Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một món hàng mình mua trên Lazada. Thì bên trong cục hàng này nó sẽ là một cái bộ đầu bấm code 280 chi tiết thương hiệu của Esogon ha. Ở đây sẽ là thông tin sản phẩm của mình nè. Ở đây nó ghi là Esogon bộ 280 đầu nối dây. Và trên đây sẽ là những cái hình ảnh của sản phẩm mình mua ha. Nó sẽ có một cái hộp nè, và trong đây nó sẽ có rất là nhiều loại đầu hết nét. Phía trên thì người ta cũng chụp hình phân loại cho mình thấy nè. Đầu chữ Y thì nó có từ nhỏ cho tới lớn nè, màu đỏ rồi màu xanh rồi màu vàng, đầu tròn nhỏ rồi đầu tròn bự nè, rồi mấy cái đầu kẹp để anh em nối dây điện với nhau luôn ha. Rồi, và mình lật qua bên đây thì cái này kiểu như là mình nối dây điện với nhau đó nè. Thì cái phần màu trắng trắng này nó ghi là tin play nè, còn cái phần màu vàng với mấy cái màu này nè nó là nhựa PVC ha. Lật qua đây thì nó sẽ có những cái chi tiết nè, mỗi thứ thì nó sẽ có 20 cái nha nè, rất là nhiều kích thước luôn ha. Rồi để lật qua đây coi, đây nè, đầu tròn thì nó sẽ nối với cổng dây điện của mình nè. Và anh em mua những cái này về đó thì mình có cái kèm bắn code, là những cái kèm tuốt dây mà nó có chức năng bắn code đó, anh em về mình tận dụng mình xài cũng ok luôn ha, để dành lắp cho mấy cái tu điện, mấy cái đồ điện tử nè, khá là tiện luôn ha. Đây đó, hình ảnh đồ nó lắp vô cái nguồn tổ ong, anh em sử dụng mấy cái đầu tròn này nè, cứ dặn dít vô mấy cái ổ nguồn đó, nó rất là chắc chắn và an toàn luôn ha. Những cái này thì người ta sử dụng bên ngành điện rất là nhiều anh em. Quá đã luôn ha. Và kéo xuống đây thì mình coi bình luận nè. Ở đây thì người ta mua sản phẩm rồi, người ta bình luận là tốt nè, đẹp cho 5 sao rồi nè. Anh em mua hàng á, mình muốn chắc cú á, thì mình coi mấy cái bình luận đó, người ta có quay cho mình xem hết nè. Người ta nhận hàng thực tế nè, kéo qua đây đó, chụp hình luôn nè, cũng ok ha. Đây nó có mã nè, G034B01 nè, đó, mã giặt đồ cụ thể rõ ràng ha. Và nguyên một cái bộ này hôm trước mình mua với giá là 95.300 đồng, mà mình có mấy cái voucher giảm giá đó, mình áp mã vô nó trừ còn lại có 5.900 ha. Lazada nó trừ 95.300 nè, và voucher miễn phí vận chuyển nó trừ cho 20.000 luôn. Thì những cái voucher giảm giá này nè mình săn cũng rất là dễ luôn. Anh em nào mà chưa biết săn mã giảm giá đó thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhấp vào đó để tham khảo. Thì khi nào mua hàng đó thì mình cứ áp mã vô để mình mua cho nó rẻ ha. Và đây là cục hàng thực tế mình nhận được nè. Thì trước khi mua hàng anh em kiểm tra thông tin đơn hàng nè, xem coi nó chính xác hay chưa không nha. Đây thì người gửi là Esogon luôn nè, rồi cái địa chỉ của nước ngoài ha anh em, số điện thoại đồ cụ thể rõ ràng ha. Bên dưới là số tiền thu hộ là 5.900 nè, Esogon bộ 280 thì nói bộ chuyển rồi nè, chính xác hàng của mình luôn ha. Xong rồi anh em kiểm tra xung quanh nè, xem coi nó có bị gơi gớt hư hỏng hay là bóp méo gì không nha. Trong quá trình kiểm tra đó thì anh em lưu ý là quay video lại giống như mình vậy nè, lỡ như mà mình khui cục hàng này ra mà bên trong nó có bị gơi gớt hư hỏng trong quá trình vận chuyển, hoặc là shop người ta gửi sai, gửi thiếu phụ kiện cho mình đó, thì mình sẽ gửi video này lên cho shop hoặc cho Lazada để người ta giải quyết bồi thường lại cho mình. Có thể là người ta sẽ đổi cho mình một món hàng khác, hoặc là người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% luôn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ khui ra để xem ở trong nó có cái gì nha. Mình gọt bên hông đi ha. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhựa và nó trong suốt nè, anh em có thể là nhìn thấy được mấy cái món phụ kiện của mình luôn ha. Đó, tổng cộng ở đây nó có là 1, 2, 3, 4, 5, nó có 3 hàng, vậy là nó có 15 hộp nha em. Thì mỗi món nó sẽ có tầm cỡ 10 cho tới 20 cái, thì tổng cộng nó sẽ là 280 cái ha. Nói chung thì cái này nó cũng ghê ghê à, bởi vì mình không cần phải kiểm tra ha, thấy nó nhiều nhiều vậy là ok nha. Đây nó có cái mã số là G034B01 nè, có mã dập đồ cụ thể rõ ràng luôn ha. Cái hộp này nó có cái chỗ cho mình treo nè, và bên đây nó cũng có cái chỗ để đóng mở nắp luôn ha. Nó có rất là nhiều loại luôn, mới mua lần đầu à, chưa có biết bấm rồi chưa có biết xài như thế nào nữa. Mua về rồi test thử, sẵn quay clip cho anh em tham khảo luôn ha. Đây thì mình nhìn thấy nó có ghi thông số luôn nè anh em, nhỏ xíu mà nó cũng in ở đây được luôn nè. 2-4S nè, rồi 16-2.4 nè, thông số đồ cụ thể rõ ràng hết trơn ha. Đây coi có không, cũng có luôn ha. Nhỏ quá không biết là cái điện thoại mình nó focus được không nha. Đây à, 125 rồi 187 22 gạch 16 này chắc là mình để nối với nhau nè. Anh em bấm tốt hai cái đầu dây điện với nhau gì nè, rồi mình muốn tận dụng mình xài gì đó rồi mình cứ nối lại, không thích thì mình cứ giật ra ha. Ồ, cứng lắm anh em. Cái này giống như là mấy cái đường điện mà ở trong mấy chiếc xe hơi, xe Honda rồi đó, mình thấy nó có mấy cái tiếp điểm đó thì chắc là nó sử dụng mấy cái này ha anh em. Đây thì nó sẽ bự hơn nè, màu vàng thì nó sẽ bự hơn. Cái lỗ code nó cũng bự luôn. Cái này thì nó là bộ với nhau đó nè. Đây thì màu vàng thì anh em sẽ xỏ cho màu vàng ha. Đúng rồi nè. Đó, cái này mình về mình xài nối dây điện rồi đó, cũng ngon lắm ha. Trên đây là mấy cái khoen tròn nè, để mình nối mấy cái nguồn tổ ong nè, hoặc là mình sử dụng mình đấu dây điện ở nhà rồi đó, mình xài cái này cũng tiện lắm ha. Chữ Y rồi nè.
Rất là nhiều kích thước ha nè. Hiện tại ở nhà mình không có mấy cái đầu bắn cót chuyên dụng rồi, thì mình có một cây kèm tuốt dây thương hiệu của Erwin và nó có luôn chức năng bắn cót. Thì sẵn ở đây mình mua về được mấy cái này nè, test thử xem coi cái kèm này ta bấm cót như thế nào nha nè. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái clip để mình test, mình review về cái kèm này nè. Anh em nào mà chưa xem thì mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhấp vào đó tham khảo chơi cho vui ha. Bây giờ mình sẽ lấy dây điện ra để mình test thử xem coi như thế nào nha nè. Giờ ở đây thì mình có lụm được một đống dây điện luôn nè, từ nhỏ cho tới lớn luôn. Giờ để mình test thử coi nó sử dụng như thế nào nha. Đầu tiên thì mình sẽ test thử trên cọng dây điện nhỏ này đi ha. Mấy cái này thì nó bùi nhùi quá, bây giờ mình sẽ cắt nó nha. Đút dây nó luôn ha anh em. Này thì dễ rồi, đưa vô vậy nè, bấm cái là ok. Quá lẹ luôn ha. Mình thích bấm cái code nào thì mình cứ lấy cái đó nha. Code của mình nó cũng nhỏ đó, bởi vậy mình cắt tầm cỡ như đây là ok rồi ha. Đó, cái này thì anh em cứ xỏ vô vậy nè. À, trên đây thì mình thấy nó lòi gan xíu vậy nè, là ok ha. Rồi cái code của mình nó nhỏ đó thì mình sẽ xỏ vô cái lỗ nhỏ thì mình bấm ha. Thường mình thấy người ta bấm là ngay chỗ cái rãnh tiếp điểm ở đây nè, là người ta sẽ dùng cái đầu nhỏ thì người ta bấm vô. Thì mình thấy là nó hơi ngược rồi nè. Bây giờ mình sẽ lật lại. Đó, lật lại vậy để mình bấm ha. Đây, xỏ vô chơi thử coi. Rồi, bấm thử coi sao ha, được hay không được thôi nha em. Đó, bóp lại là ok. Đó, để mình xem coi. Ô, cái đầu code của mình là nó dính một bên rồi nè. Nếu mà anh em muốn chắc ăn nữa thì mình bấm bên đây luôn ha. Đây, cái đầu đây nè. Bóp cho nó sát vô luôn. À, ngon lành luôn ha. Rồi, thì bây giờ cái đầu code của mình rất là chắc chắn. Anh em nhìn thấy ở trong, cái miếng code nó sẽ ôm cái dây điện cứng ngắc luôn ha. Bây giờ tới cái đầu còn lại nè. Lấy mấy cái đầu nhỏ nhỏ thử coi. Xe nó lại cho nó dễ đút vô. Đây nè. Đúng rồi, cái này thì nó cũng vừa nè. Rồi, bút thử coi sao ha. Xiết vô. Nếu mà kỹ hơn nữa thì anh em lật ngược lại vậy nè. Mình xiết ở bên đây, xiết qua lại nữa. Cũng ok ha. Rồi, giờ giật ra thử coi. Ồ. Rồi, cứng ngắt luôn ha. Chắc chắn nha anh em. Bấm ở đây thì mình thấy nó đẹp nè. Đó, đẹp rồi đó. Sẽ xỏ thêm một cái cọng dây nữa. Rồi mình sẽ nối với nhau ha. Đó, ghim lại nối với nhau gì nè. Nối sát vô. Không thích thì mình cứ giật ra nè. Quá dễ ha. Đây, đút dây. Giờ làm điện mà có mấy cái đồ nghề này nè, dễ làm lắm. Mình cắt khúc nhỏ nhỏ đó, bởi vì để vô đây nè là nó vừa luôn ha. Nó không có bị dư, vô đây không có bị thiếu nha nè. Và sau đó mình sẽ bấm lại. Kỹ thì mình bấm thêm một cái nữa. Bên đây nè. Bấm thêm một cái nữa. Đó, là ok. Cứng ngắt luôn. Đó, cứng ngắt luôn ha. Thì anh em nhìn thấy đó, mình bấm kiểu này thì nó sẽ đẹp nha nè. Đó, quá êm luôn. Khi mà sử dụng đó, anh em có thể là mình nối cái này với nhau nè. Đó, ghim sát vô là ok. Mấy cái này mình thấy trong mấy chiếc xe Honda đó, người ta xài rất là nhiều luôn ha. Đó, không thích thì cứ giật ra nè. Ở nhà mình chế cháo DIY đồ, xài cái này rất là tiện luôn ha. Giờ ở đây thì mình có một cái cọng dây điện rất là bự luôn nè. Mình thử xem, coi nó có code nào nó vừa không nha. Đây, cắt mấy cái bùi nhùi đi. Thì tuốt cọng dây này một xíu. Cái này thì nó hơi dướng nè. Anh em đẩy cái này ra cũng ok luôn ha. Xong rồi mình mới tuốt cái lớp ở trong ha. Đó. Quá dễ luôn. Ok. Anh em kỹ kỹ thì mình xe xe lại gì nè, cho nó gọn ha. Màu vàng này nó sẽ là bự nhất nè. Đâu mình chơi thử coi. Đây cái lỗ nè. Rồi xỏ vô là ok ha. Dư chút đỉnh thì cũng không sao nha em. Giờ mình bấm thử coi. Cái màu vàng này chắc mình bấm cái ngoài cùng quá. Ngoài cùng bự nè. Để vô. Cái này thì hơi lỏng rồi nè em ơi. Cho nó lên trên đây đi. Thử coi sao nha. Cái lỗ ngoài thì nó bự quá. Ồ cái này ngon nè. Bên đây thêm một cái nữa. Nếu mà anh em muốn cho nó chắc hơn nữa đó, mình có thể là mình xỏ vô cái lỗ nhỏ nè. Mình làm thêm lần nữa. Lỗ nhỏ thì nó sẽ chắc hơn xíu nha nè. Nè. Là nó bóp cứng ngắt luôn ha. Rất là chắc chắn nha nè. Bên đây thì mình lấy thêm một cái. Đây, cái này nè, cái đực nè. Còn cái này hình như cái đó. Mình có thể mình xỏ với nhau được đó nha. Xỏ vô. Ok.
chơi luôn. Rồi xong rồi tới bên đây làm ngược lại anh gái. Ok, ngon lành luôn ha. Rồi giật ra nè. Ủa khá là chắc như này. Xong rồi đó, anh em có thể là mình làm hai cái cọng dây nữa, mình đối với nhà mình sẽ lắp lại giống như nè. Bên đây là đực cái ở đây nè, xỏ vô. Còn bên đây cũng vậy luôn, đực cái nè, anh em xỏ vô nè. Là ngon lành luôn ha. Rất là chắc chắn anh em. Rồi xong rồi mình không xài nữa, mình cứ gỡ ra vậy nè. Quá dễ luôn ha. Và nguyên một cái bộ này thì nó có rất là nhiều loại luôn, thì theo mục đích sử dụng anh em có thể là mình lựa chọn, mình lấy ra để mình xài ha. Và anh em nào muốn mua cái bộ sản phẩm này nè thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vào đó để tham khảo ha. Rồi anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh mình nhấn vào nút đăng ký bên đây và nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giao lưu ha. Rồi các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nhé. Bye bye.